Công suất của M2 trên tham số của nhà hãng đưa ra là 400W và tham số trên hãng của Bose đưa ra là 280W. Nhưng mà âm thanh và cũng như là đến dB ở ngoài thực tế cũng về công suất, Bose RO 8 mạnh hơn hẳn. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì mọi người nhìn ở cái không gian này thì chắc mọi người biết là hôm nay cái tiêu đề mà Thiên Vũ làm review là viết về vấn đề gì. Thì đây chính là một cái nội dung video mà cực kỳ nhiều khán giả cũng như là những khách hàng của Thiên Vũ yêu cầu Vũ làm. Đó, như hôm nay mình sẽ có dành một buổi chiều, hôm nay mình sẽ có thời gian mình sẽ làm cho mọi người, cũng sẽ đánh giá tết tình tật về cái sản phẩm này. Thì cho những khách hàng mà chúng ta đang tìm hiểu về những dòng sản phẩm như thế này hoặc đang có nhu cầu hay như thế nào thì chúng ta sẽ nắm được nhiều thông tin hữu ích hơn trước khi chúng ta có thể chọn mua một cái sản phẩm mà nó cũng có giá trị, thì mọi người sẽ kỹ hơn khoảng thời đó. Đó là Bose L1 RO 8 và JBL MK2. Thì đây là hai sản phẩm có thể là nó là cùng phân khúc với nhau, là một cái sản phẩm là portable all-in-one local room array. Thì về nói về hai sản phẩm này thì đầu tiên á thì mình sẽ nói về cái thiết kế. Đầu tiên thiết kế trước. Thì về thiết kế thì mọi người thấy thì bên Bose RO 8 và bên JBL MK2 thì hầu như cái chiều cao của nó đều hoàn toàn giống nhau. Thì tất cả những cái mã column array ở trên thị trường này nó chỉ xem với nhau là 10-20 cm với nhau vậy thôi. Chỉ chênh lệch như đó thôi, nó không chênh lệch quá nhiều. Và nó đều có thể là có những cái khớp kết nối cơ động mở lắp ráp được và có thể chia rất là nhiều khúc tùy theo cái hãng đó. Và về củ loa chép đi, thì mình nói về cái củ loa chép của con Bose RO 8 thì nó đang hiện sở hữu là 8 củ loa chép và JBL cũng là 8 củ loa chép. Về cái phần dưới thì mọi người có thể thấy là cái JBL ở cái phần dưới JBL M2 cái phần nó có thể chắc chắn hơn so với Bose. Về chất liệu nhựa thì hai con này có một phần tương đồng như nhau. Về chất liệu nhựa nó hoàn toàn tương đồng như nhau. Về cái form các bạn có thể thấy là JBL MK2 thì nó sẽ cứng cáp hơn, nó vuông cạnh hơn, nó chỉ bo những cái các góc. Thì nó nhìn nó rất là chắc chắn khi mà chúng ta đặt ở trên một cái mặt phẳng nền sàn. Và nặng. Đó. Còn đối với Bose L1 RO 8 thì cái phần của nó thấp hơn và cái chân đế nó nhìn nó hơi bo tròn, nó hình đa phần là cái con JBL nó hình hơi là hình chữ nhật, còn cái Bose RO 8 thì có nó thiết kế cái mẫu mã nó giống như cái hình oval, nó sẽ bo tròn, nó cong hơn đó. Rồi mình nói về cái củ loa bass. Rồi cái củ loa bass của sức của cái con này á thì nó là bass 2 tấc, là tức là khoảng 10 in đó, 10 ha, nó rơi vào khoảng 10 in là bass 2 tấc đó. Thì xin lỗi mọi người nha, nó là bass 8 in, xin lỗi mọi người ha, 8 in xin lỗi mọi người. Nó là 2 tấc là 8 in. Đó. Thì 10 in là 2 tấc rưỡi. Thì đó. Đó là MK2. Còn bên đây cũng như vậy. Nhưng mà cái thiết kế của cái Bose L1 RO 8 á là nó là hình bass oval. Đó. Nhưng mà để chi, tại vì đầu tiên mình sẽ giới thiệu phân tích cho mọi người tại sao cái bass oval về thiết kế nha. Là cái bass oval á, nếu mà tính tổng thể ra thì so với MK2 thì bass của Bose bự hơn so với lại cái con JBL MK2 đó. Và cái thằng hãng giữa Bose và JBL thì hãng họ thiết kế ra hai con này cái tính linh hoạt thì Bose được tối ưu, hãng đánh giá vào sự tối ưu khi mà chúng ta di chuyển hơn. Thì khi mà chúng ta xách ở phía một bên tay nào đó, hầu như chúng ta sẽ không có bị tình trạng là nghiêng người qua một bên. Còn đối với JBL á, vì cái nó vẫn giữ nguyên tắc thiết kế cũ là nó thùng nó to hơn tí xíu và nó vẫn là một cái bass tròn, nên cái diện tích ngang nó sẽ rộng hơn so với Bose. Nên khi mà mọi người xách di động đi, xách tay đi thì có một phần chúng ta sẽ bị nghiêng một bên. Thì đó cái khả năng mà trải nghiệm người dùng mà hai hãng thì các bạn đã thấy được sự khác nhau rồi. Đó, Bose họ tính toán cho cái người trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Và JBL thì nó vẫn chưa tối ưu được cái điều đó. Nhưng mà Bose thì nó tối ưu khi mà chúng ta xách di chuyển, dù nó bự, dù nó to, loa rất là bự nhưng mà hầu như chúng ta xách rất là dễ dàng. Đó là thiết kế. Rồi còn những cái phần column ở đây thì đều hai hãng đều cho chúng ta một cái túi phụ cả. Đó, nhưng mà lại không cho chúng ta một cái túi chùm.
để chúng ta bảo vệ AirPods này đa phần chả có hãng nào thiết kế cho mình cái túi cả. Đó là chia sẻ của bên Thiên Vũ Audio. Và một điều khác biệt nhất của hai dòng sản phẩm này đó chính là pin. Thì một cái lợi thế cùng với một phân khúc thì JBL MK2 thì hoàn toàn là có thể nói là nó lợi thế hơn về cục pin. Và MK2 mình đánh giá cực cao điểm này là fix so với những phiên bản trước, ví dụ như là JBL M1 thường và M1 Pro. Thì pin nó được nằm tích hợp ở bên trong cái mainboard nên khi mà hoạt động ở những cái thời gian lâu nó bị nóng bọt. Thì hãng đã tối ưu được cái điều đó lại, thì bây giờ pin họ đã được sử dụng ở ngay ở tại cái thanh nối này, là được lắp pin. Thì cái thanh nối này sao nó sẽ sướng ở chỗ nào? Nó sướng ở cái điểm là khi mà lỡ mà vấn đề mà pin có chai trong quá trình mà mình sử dụng thì cái pin mọi người có thể mua hãng rời được và không phải bung cái máy, hay là chúng ta không sợ bị mất cái zin của cái chiếc loa của mình. Đó là điều mà người Việt Nam mình rất là thích, chứ là không thích mua cái sản phẩm gì nó bị mất zin cả. Đó là người dùng Việt Nam mình rất là thích điều đó. Thì đó là một cái điểm mạnh của về pin đó. Còn đối với Bose là một Pro 8 thì nó sẽ bị mất điểm ở cái vấn đề là không có pin so với lại MK2 của JBL. Đó là hai sản phẩm ha. Đó là một điều mọi người nên nhớ là hai sự khác biệt. Thì cái việc mà có pin hay không pin á thì nó sẽ phụ thuộc rơi vào cái nhu cầu cũng như là cái cách mà mọi người dùng. Thì mọi người có nhu cầu đi du lịch picnic, đi trên rừng, đi trên biển hay như thế nào á nhiều đó, thì mọi người có thể chọn cái JBL MK2, có thể là đi chơi mọi nơi, rừng rú rồi mọi thứ thì vẫn có thể có được cái chiếc loa hoạt động mà không cần pin đó. Chứ xin lỗi mọi người là không cần điện. Còn đối với Bose thì nó sẽ bắt buộc phải có những nơi nào có điện. Nhưng mà thật ra có một số khách hàng đam mê cái chất âm tùy theo cái gu. Mà cái gu khách hàng mà đam mê chất âm thì các anh chị thường sẽ chọn một cái giải pháp mua cái loa không có pin, sau đó rồi dùng cái máy điện nhỏ để di chuyển đi chơi. Mà tại vì khách hàng quan trọng về âm hơn, ví dụ như vậy đó. Rồi dùng cái máy phát của trên xe ô tô để chuyển qua điện 220, ví dụ như vậy. Đó là những cái ví dụ. Thì nó sẽ tùy theo cái mục đích sử dụng, mà cái công năng mà mọi người sẽ dùng nhiều về cái mục nào nhất thì mọi người sẽ chọn sản phẩm cho phù hợp cho mình đó. Còn cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ tập trung và phân tích giữa sự khác biệt hai cái sản phẩm này. Thì khi mà mọi người xem hai sản phẩm này, mọi người sẽ biết là nhu cầu mình như thế nào và mọi người sẽ biết mua cái sản phẩm nó như thế nào. Ok, như vậy mình đã phân tích biệt về cái thiết kế trước đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là về cái trọng lượng. Thì trọng lượng của con JBL MK2 có phần nặng hơn so với lại cái Bose Pro 8 nha mọi người. Đặc biệt là cái trọng lượng của JBL nhìn nó cứng cáp hơn và đều cứng cáp hơn nha mọi người. Xin lỗi mọi người, thì cho Thiên Vũ sửa một điều mà Vũ nhớ nhầm cái BRX nãy phân tích của vụ mà cái việc mà cái column, cái hai thanh column ở đây. Thì hai cái thanh column này á thì riêng đặc biệt với lại cái MK2 á, mình có thể lắp ở phía sau. Đó, mà mình không cần phải xài túi, chỉ có Bose R1, R8 mới xài túi thôi. Vũ nhớ nhầm cái sản phẩm là JBL BRX1. Xin mời mọi người thông cảm cái vấn đề. Vũ review lại cái này. Thì đó, đây là một cái lợi thế của cái MK2 nữa là những cái dòng column như thế này nó sẽ được gắn ở phía sau của cái loa luôn, nó sẽ rất là gọn và rất là tiện. Nhưng mà đối với R1, R8 thì nó phải có một cái túi đeo, sau đó mọi người phải xách. Đó. Và trọng lượng thì cái con này sẽ nặng hơn so với Bose R1, R8 khoảng vài ký. Đó, nhưng mà cầm hai con loa thì mọi người sẽ thấy sự khác biệt khi mà thực tế mọi người cầm ở ngoài. Thì nói về tiện ích và tính năng á, thì hầu như hai sản phẩm này là đều hai sản phẩm mới series của hai hãng trong năm nay. Xin lỗi mọi người là Bose thì sẽ rơi vào tháng 10 2020 và MK2 thì rơi vào khoảng tháng 10 2021, tức là vừa sau dịch Covid xong là được xã giãn cách ở tại thành phố Hồ Chí Minh là cái sản phẩm này sẽ được ra mắt. Đó là sự hai sự khác nhau ha mọi người ha. Và đó là thời gian ra, nhưng mà đây có thể là một phân khúc họ đối chọi với nhau của hai hãng đó. Về tính năng thì hai sản phẩm đều sở hữu được là phần mềm đều tích hợp mixer, đều có thể control qua được cái app mobile đó, đều có thể điều khiển qua điện thoại. Mà và đặc biệt thì với JBL MK2 thì sản phẩm này nó sẽ tích hợp được cái nhiều đường input hơn. So với Bose thì chúng ta chỉ sử dụng được hai ngõ input chính thôi. Đó là một điểm khác biệt ha mọi người ha. Trong cái mixer của hai con này khi mà control nó thì hai cái mixer con này nó khác nhau. Đó chính là Bose thì họ sẽ thiết kế để cho khách hàng đơn giản, tối ưu nhất và mọi thứ là được Bose sản xuất và làm sẵn. Đó, nên họ làm sẵn rất là gọn và hầu như là ai cũng sẽ dùng được.
Nhưng đối với MK2 và luôn cả mã Beris One size lớn hơn, công suất lớn hơn, thì Mixer họ đưa vào rất là đầy đủ tính năng, có cơm, có ghét, rất là nhiều thứ, có luôn cả thả delay, mọi thứ rất là hay. Nhưng điểm yếu của cái sản phẩm này là cho người dùng quá nhiều tính năng. Nhưng mà sản phẩm này hiện rất là được rất là nhiều khách hàng người dùng Việt Nam chúng ta là đưa vào cái gia đình và mua và trải nghiệm và sử dụng, thì nó quá nhiều tính năng. Và hầu như á, là để mà sử dụng được MK2 này tốt á, là người khách hàng phải biết một chút về kỹ thuật, và đầu thậm chí là có con mixer này có những cái kỹ thuật chuyên sâu đó. Như vậy thì thật ra phải cần biết mới sử dụng con MK2 này thuần thục được. Còn đối với Bose, họ tối giản hơn, họ làm tinh tế hơn, họ nghĩ cho cái trải nghiệm người dùng quan trọng nhất, thì họ chỉ quan tâm vào việc khách hàng mua về cắm vào là dùng và chọn những cái gì mà đang có. Nó rất là hay ở điểm đó. Mình ví dụ một cái cơ bản nhất là về cái app trên Mid đi, thì giữa cái Bose và cái JBL thì cái đầu tiên Bose thắng trận so với cái app control do vào cái mạch mixer, chính là Bose họ thiết kế ra là họ chỉ tích hợp có Shure, có Sennheiser, có Beyer, nói chung là những cái loại mid mà trên thị trường chính hãng họ có. Họ làm những cái reset sẵn và chúng ta cắm vào và chúng ta chọn đúng cái mid và chúng ta sẽ sử dụng thôi. Còn đối với JBL thì không có, nhưng mà JBL nó cũng có một điểm tối ưu cũng khá là hay, đó chính là chọn là giọng nam nè, giọng nữ nè, giọng hội họp nè, nói chung rất rất là nhiều option cho mình. Nhưng mà còn cái vấn đề EQ, equalizer á, cho cái giải tầng mid á, thì JBL MK2 họ không thiết kế ra sẵn, chỉ có Bose họ thiết kế ra cho từng hãng sẵn, thì nó rất là hay. Ví dụ như là Bose thì thắng về cái gì mọi người ha, thì Bose về thắng về ví dụ những khách hàng mà có những cái cây mix xịn, những cái nghệ sĩ chúng ta muốn tập hát ở nhà, chúng ta có những cây mix xịn thì chúng ta chỉ cần chọn cái reset đó và chúng ta lôi ra đúng cái cây mix mà chúng ta đang sở hữu là chúng ta chơi, thì giống như chẳng khác vì chúng ta có một cái kỹ thuật âm thanh chuẩn nước ngoài setup cho chúng ta xài đó. Còn đối với cái JBL MK2 thì nó cũng đã chỉnh cho mình tối ưu về cái phần EQ từng giọng thôi, nhưng mà nó sẽ không chuẩn cho từng cái mix mà chúng ta phải chỉnh bằng thủ công. Nhưng mà thực tế thì chúng ta sử dụng gia đình thì mấy phần mix đó là dành cho những khách hàng mà chúng ta có nhu cầu về giải pháp, ví dụ như là hát acoustic, giọng hát hay, hay là những cái môi trường đó chuyên nghiệp thì mới sử dụng mấy tính năng nó nhiều. Còn đa phần hai cây này của khách hàng thì đa phần mọi người biết là đa phần mọi người đều mua thêm một cái mic Rode M1 để chúng ta hát karaoke gia đình. Đó là một giải pháp tốt nhất. Thì về tính năng app, về cái tool công cụ mọi thứ là JBL MK2 đầy đủ, nhiều hơn, rất là nhiều tính năng đó. So với Bose thì ít hơn nhưng lại đầy đủ tính năng, nhưng mà thuộc dạng là tinh gọn hơn và thiết kế hướng cho người tiêu dùng dễ dùng hơn, không cần phải lăng tăng, không cần phải suy nghĩ ở cái này chỉnh đi sao hay chỉnh này chỉnh nọ. Nhưng mà mua MK2 các bạn phải cần có một kỹ thuật, biết sử dụng sản phẩm để chỉnh cho cái MK2 và để tối ưu cái MK2 này cũng như cái dòng mà Beris One nó sẽ khai thác được tốt hơn đó. Rồi một cái nữa trước khi mình nói đến một tính năng ở trong cái app này, đó chính là một cái rất là quan trọng, đó chính là cái app trải nghiệm người dùng. Thì mình là một người dùng và mình Thiên Vũ Audio cũng là một người đã trải rất là nhiều dòng sản phẩm của Column Array mà hầu như đưa ra là mình đã test hết rồi. Thậm chí có những cái mà chưa có ở Việt Nam là Thiên Vũ đã có những sản phẩm nghiên cứu trước, cũng đã nghe thử trước đó. Và mình đánh giá thì cái trải nghiệm về app á, thì ở trên Bo á mọi người, cái app của Bo rất là đơn giản, tinh gọn nhưng mà trải nghiệm rất là mượt mà, không sự delay. Và hầu như những khách hàng mà dù chúng ta chưa am hiểu về âm thanh nhưng mà chúng ta nhìn vào cái app ai cũng thể biết chỉnh. Nhưng đối với JBL thì ngược lại thì nó rất là nhiều option, rất là nhiều cân chỉnh, rất là tối ưu, nhưng đâm ra app nó trải nghiệm, thứ nhất là trải nghiệm thì nó chưa được mượt mà lắm về cái thao tác trải nghiệm trên app, cái độ mượt của app nha mọi người. Thiên Vũ đang nói về cái độ mượt của app thì nó chưa có được mượt mà lắm. Và cái bố trí của cái option để tùy chỉnh á, tinh chọn á, thì nó chưa được hài hòa lắm, nên thật ra nhiều khi nhìn vào á, luôn cả Vũ vọc cái app đó nhiều khi cũng hơi bấm nhầm qua một cái vụ mình đang muốn chỉnh effect mà mình bấm nhầm qua cái chỉnh master, nó hơi bị rối ở chỗ đó. Đó là hai cái sự khác nhau cũng như là cái độ mượt của app đó. Như vậy là Vũ đã phân tích cho mọi người về cái tính năng mà mixer control nó được nằm ở trong cái sản phẩm này, hai sản phẩm này. Mình nói tiếp với đề về công suất, chắc là cái vấn đề là cực kỳ quan trọng trong cái video ngày hôm nay. JBL MK2 thì có mức công suất là 400W theo cái nhà hãng đưa ra, còn Bose nó chỉ ở mức là 208 thôi, chính xác là 208,
Nhưng mà thật ra mình vũ cái cho tròn là 300 và MK2 là 400W, nhìn theo tham số thông số kỹ thuật của nhà hãng đưa ra. Thì hai cái thông số này á, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mà những khách hàng đã theo dõi Thiên Vũ sẽ cực kỳ an tâm khi mà Vũ đánh giá những sản phẩm này cho mọi người, review cho mọi người. Mọi người biết Vũ rất là thật và rất là thẳng. Thì hai cái con này á, dù mang tính chất là MK2 là 400W và Pro 8 là 280W, 300W, nhưng khi mà sử dụng ngoài ở vấn đề thực tế, Pro 8 ăn hẳn với MK2. Đó là về cá nhân Vũ, không biết khách hàng như thế nào. Về công suất nha, Vũ đang nói về đầu tiên là về cái công suất trước. Đó là Pro 8 xài điện, đó, không có pin, MK2 là có pin. Nhưng mà công suất của MK2 trên tham số của nhà hãng đưa ra là 400W và tham số trên hãng của Bose đưa ra là 280W. Nhưng mà âm thanh và cũng như là đến dB ở ngoài thực tế cũng về công suất Bose Pro 8 mạnh hơn hẳn so với lại cái dòng MK2 này. Đó. Mọi người thấy như thế nào? Thấy khác nhau đúng không? Thật ra chúng ta phải có trải nghiệm thực tế. Tham số hãng là một việc mà chúng ta phải có một sự đánh giá chung, tại vì mỗi hãng có đưa ra những cái thông số. Thật ra cái công suất của nước ngoài người ta sẽ không tính là cái công suất watt đâu. Mà họ chỉ tính là cái công suất dB thôi, nó tính độ ồn, độ lớn của cái ngưỡng lớn của cái sản phẩm này thôi. Đó. Thì đây là cái đánh giá của Vũ. Rồi, đó về công suất nha. Còn đối với chắc là mọi người xem cái video ngày hôm nay, mọi người sẽ cũng thắc mắc là cái con này nó là phiên bản sau của JBL M1 Pro, thì Vũ xin được nói ngoài lời một tí xíu. Thì đối với M1 Pro thì với cái công suất hiện tại của dòng MK2 thì so với M1 Pro nó sẽ tăng trưởng cũng như là công suất nó sẽ lớn hơn ở cái mức độ từ 20 cho đến 30% thôi so với cái sản phẩm JBL M1 Pro. Đó. Đặc biệt là cái cây này á, nó tốt hơn và được tối ưu so với JBL M1 Pro, những phiên bản cũ đã bỏ mẫu đó. Thì thiết kế nó rộng hơn và bass đánh sâu hơn so với Pro. Đó, và được thiết kế củ chép góc phủ đánh đầy và chất âm nó ra dày hơn. Pro thì nó ngày xưa nó hơi mỏng một tí xíu, nhưng mà đợt này họ thiết kế lại cái độ âm, họ cân âm lại rất là tốt nên cái âm thanh nó ra dày hơn so với M1 Pro. Đó là một cái việc ngoài lời, không có nằm trong video so sánh của hai sản phẩm này, mà Vũ biết là rất là nhiều mọi người đang hỏi nên mà Vũ trả lời luôn hôm nay. Đó. Rồi, đó là về công suất, thì hầu như là Vũ sẽ đánh giá chốt lại với mọi người là công suất của Bose L1 Pro 8 ăn hẳn, nói chung là lớn hơn hẳn so với con này, nó khoảng dao động khoảng từ 30 cho đến 40% về công suất. Về âm bass. Nói về âm bass sub, hôm nay là sub đi, sub của Columbia thì nó như thế nào? Thì đối với sub của hai dòng này thì cái dòng mà Pro 8 đánh rất là sâu, rất là tròn. Và đặc biệt là khi ở ngoài trời á, Pro 8 làm được một cái điều rất là tốt, chính là đi rất là xa, cực kỳ xa. Và dù là bass á các bạn, cái đặc biệt mình ấn tượng nhất của Bo các bạn là chính là thùng nhựa. Thì thường thường nguyên tắc thùng nhựa là các bạn biết đánh âm low ra rất là mỏng, ra rất là cao, nó không được sâu lắm, không được sâu lắm, không được mềm mại lắm. Nhưng mà Bo họ làm được rất là điều đó rất là hay. Họ làm khi mà ở ngoài trời Pro 8 hay Pro 16 họ đánh tiếng bass rất là sâu và cực kỳ mềm mại. Đó là Vũ cực kỳ khẳng định luôn. Thì mình có hai sản phẩm đây, thì mọi người có thể đến nghe trực tiếp và mọi người tự đánh giá. Ở đây chỉ là quan điểm của Vũ chia sẻ đến mọi người xem video thôi. Còn đối với JBL thì sao? JBL thì nó sẽ được một cái á, âm bass của JBL á, nó sẽ được tinh gọn hơn, nó được mềm mại hơn so với phiên bản trước rất là nhiều. Nhưng nói về độ sâu thì nó vẫn chưa sâu hẳn so với lại L1 series của Bo. Đó là cái đánh giá, quan điểm của Vũ cho mọi người cùng nghe. Rồi về cái củ chép thì hai con này hầu như là nó ngang tài ngang sức với nhau rồi. Về cái củ chép hai con này khá là dày. Nhưng mà về âm bass thì MK2 sẽ thua. Đối nói chung là thua không phải là thua, mà là nó thuộc nằm ở cái là cái nhu cầu của khách hàng cũng như cái gu nghe của khách hàng. Ví dụ như Bo sẽ nghe sâu và mềm mại, con JBL sẽ đánh lực căng và tiếng nó sẽ rất là tròn, nói chung là rất là căng. Còn cái này sẽ đánh sâu và mềm mại cũng khá là lực. Thì cái này sẽ tùy thuộc vào gu nghe cũng như là cái địa lý cũng như cái vị trí mà mọi người xài. Ví dụ như những cái phòng mà vang dội quá thì mọi người có thể chọn con JBL này thì nó tính cộng hưởng với trong căn phòng thì nó sẽ không bị rền.
Nhưng mà nếu mà trong cái phòng mà bị dội quá mà mọi người chọn bô L1 Pro 8 thì súp nó sâu quá, nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cộng hưởng, nó sẽ bị rền tiếng. Thì nó sẽ tùy theo cái môi trường mà đặt ở vị trí để khai thác được cái loa này. Đó. Đó, còn về cái loa full thì mình đánh giá hai con này khá là ổn, hầu như là ngang nhau. Đó, hầu như là ngang nhau. Đó, mỗi bên đều có 8 củ loa. Chất âm chép cũng ra ổn, ok, đồ full vẫn ra vẫn dày. Đó. Nó chỉ khác biệt mọi người nghe tại showroom Thiên Vũ á, thì đầu tiên là cái đầu âm bass, mọi người thấy hai cái này khác nhau. Cái âm bass trước là thấy sự khác biệt nhau. Đó. Đó là mình đang nói về cái chất âm của hai sản phẩm này. Rồi control mình cũng đã đưa rồi. Vấn đề còn lại chính là giá. Giá của sản phẩm này mình tính làm tròn đi ha. Thì con này ở trên mức giá ở tại hiện tại bây giờ á, ở thị trường là nó đang là 35 triệu. Mình làm tròn nha, thật ra nó chưa tới 35 nhưng mình Thiên Vũ làm tròn là nó sẽ 35 triệu. Còn đối với Bô L1 Pro 8 này nó sẽ là 36 triệu. Và sự khác biệt đầu tiên mọi người thấy giữa là chênh lệch với nhau là Bô sẽ mắc hơn 1 triệu so với dòng MK2. Nhưng Bô lại không có pin mà MK2 lại có pin. Đó, là mọi người thấy hai sự khác nhau. Thì cái việc mà có pin hay không pin á, nó nằm ở cái nhu cầu cũng như là cái mục đích sử dụng của mọi người cũng như của khách hàng. Đó, rồi. Và một cái nữa chính là Bô về công suất khỏe hơn so với MK2 này về công suất. Và âm bass đánh sâu mềm và xa hơn so với MK2 này. Còn đối với những khách hàng có gu nghe gọn gàng hơn thì mọi người có thể chọn JBL. Thì nó sẽ đánh cũng rất là mềm nhưng mà nó sẽ gọn, nó không được sâu lắng lắm. Nhưng mà nó đánh rất là căng. Đó, thì mọi người thích cái sản phẩm nào thì mọi người sẽ chọn theo cái sản phẩm đó. Thì đương nhiên mọi người cũng biết là Thiên Vũ bán Bô này rất là nhiều và cái dòng sản phẩm mới, nhưng mà vừa rồi Vũ cũng bán ra đâu đó khoảng tầm 7 cây 8 cây rồi, tại vì đợt đầu tiên nó chỉ có khoảng rất là ít hàng đó. Vũ bán ra thậm chí luôn cả hàng nghe thử, và khách mình đến nghe xong mình hết hàng, khách mua luôn trưng bày. Nên cái cây này là mình của anh khách hàng đã đặt mua mới, mình mượn để mình mở thùng ra, mình cũng không cắm điện nữa, mình review so sánh theo yêu cầu của mọi người theo dõi kênh thôi. Trải nghiệm dùng thì mình thấy trong thời gian qua thì cái sản phẩm mà Bô L1 Pro 8 Sudi vẫn là một sản phẩm hot. Mà sau một thời gian với cái Sudi mà MK2 ra thì Bô Pro 8 có một phần giảm đi. Nhưng mà sau một thời gian giảm đó thì hai cái này nó đang cân đối với nhau. Thì mình sẽ cho mọi người cái tỷ lệ luôn. Vũ là người bán những cái dòng Columbi nhiều nên Vũ sẽ cho mọi người cái hướng gặp được khách hàng chia sẻ. Thì rất là nhiều khách hàng, nói chung là nếu mà ở thị trường thời điểm hiện tại thì Bô L1 Pro 8 bán ra 6 đến 7 cây thì con này nó sẽ bán ra được khoảng từ 3 đến 4 cây. Đó là tỷ lệ 10 hay 10 ha. Thì mình sẽ phân tích ra ở thị trường hiện nay. Đó là nó là như vậy. Thì thật ra hay dở thì nó cũng là cách nghe của mọi người khác nhau thôi. Thì mọi người thấy cái video ngày hôm nay thấy hay và có ích cho những khách hàng đang theo dõi kênh Thiên Vũ cũng như khách hàng đang quan tâm đến những sản phẩm này, thì Vũ mong cái video này sẽ giúp cho những khách hàng có trải nghiệm, có một cái quyết định đúng đắn, đúng nhu cầu để sở hữu cho một sản phẩm. Vì nó là một sản phẩm giá trị, chúng ta mua về chúng ta phải happy, chúng ta phải enjoy, chúng ta phải vui với nó thì nó mới là ok. Rồi thật ra chúng ta mua về công suất bự bự nhưng mà cái gu nghe chúng ta khác nhau á, nó sai lệch á, thì nó cũng nhiều khi chúng ta bị hụt hẫng đi. Trong thời gian sắp tới từ đây đến Tết, Vũ sẽ làm nhiều video hay hơn cho mọi người cùng xem. Và những khách hàng, những bạn đang theo dõi kênh, đang theo dõi kênh của video này, có những cái thắc mắc nào, có những mong muốn làm những cái video so sánh nào hay là những cái phân tích nào thì hãy để lại comment bên dưới. Vũ sẽ dựa vào những cái comment, Vũ sẽ làm video theo yêu cầu mọi người. Ok, nhớ đón xem những video mới nhất từ Thiên Vũ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.